dặn thồn, đứng này gió khói lên thồn. Làm cái này nó rút cái nước dừa được, cái chai vị ớt rồi gừng được vô rất thơm. Xin chào cô bác chị bạn, trước tiên sao cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Xin mời cô bác chị bạn tham khảo nguyên liệu mà Sơn làm cái món gà om cay này. Cái đùi gà mình là mua về phi lê xong mình có loại bỏ phần xương hết rồi, còn phi lê cái đùi để mình ốp cho lên màu thực phẩm. Bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, trộn cho nó đều, nó thấm đều hết. Để tầm khoảng 15 phút sau mình đã đem đi chiên. Chiên cho nó vàng mấy cái da nó cầm ra được. Hạt liêm mình cho nó vô một chỗ cho lát mình nấu cho nó dễ. Liêm đường một ngọt, dầu mè, ớt. Rồi mình cho vô cái mọc cho nó tiện, không có công mình bỏ vô lắc nhắc. Bây giờ 15 phút rồi, mình bỏ vô mình chiên. Chiên lửa cao một chút. Mình chiên bằng 4 miếng thôi. Tại đùi gà số lượng nhiều. Cái gà nó vậy được, mình gấp ra. Quế khô với một cây vị, những thảo quả. Thơm, cho thêm miếng hành tím với tỏi. Rất là thơm. Để mình tắt lửa, sắp lại cho nó thứ tự. Mình cho cái đồ nêm nếm đã mình lường nãy. Bia chán cái tô luôn.
lon bia được, cho thêm chút dừa, một trái dừa. Đó, mình bắt đầu mình nấu cho nó cạn luôn, sắc cạn luôn, nó rút hết nước dừa nước bia vô. Mình nấu mình không có để nắp, để cho cái hơi bia nó bốc hơi lên. Rất hấp dẫn luôn, sọt xuống. Cái này mình chở chỗ trên xuống, xuống dưới lên để nó rút đều hết. Rất hấp dẫn luôn. Ba anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Xin chào. Trước tiên thì Sơn cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã đăng ký kênh của Sơn. Hiện tại về kênh của Sơn là được 300.000 lượt sub rồi. Thì Sơn có tạo một trang fanpage. Sơn có để đường link với kênh thì cô bác chị bạn thương và ghé đó ủng hộ Sơn. Thì Sơn xin chân thành cảm ơn cô bác chị bạn. Thì Sơn cũng xin nói thật cái cô bác chị bạn, cái kênh mà của mình đã đạt được 300.000 sub thì Sơn cũng muốn tổ chức cho anh em ăn cái gì đó cho nó vui, nhưng mà ngày nào anh em cũng ăn mình khi ăn cũng bụng ấy, hình ra mình cũng không có tổ chức được cái ăn mừng, thì cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm. Thì Sơn cũng coi như là cuối tháng mình trích ra ít tiền coi như là bồi dưỡng cho anh em, cho anh em kích lệ tinh thần của anh em. Thì nói chung là kênh của hiện tại giờ đạt được 300.000 sub, thì trong đó thì công của anh Ba là lớn nhất, tại anh Ba là gian sự khởi đầu nan là của mình với anh Ba. Hiện tại giờ kênh cũng được 300.000 sub rồi, thì cái đó thì cũng có nhiều anh em trong đó như là anh Huy cũng đóng góp trong đó. Thì một lần nữa Sơn cũng không biết nói gì hơn, rồi Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn được những gì mà tốt đẹp nhất sẽ đến với ông bà cô bác anh chị các bạn. Thì giấc này hai anh em vô đúng là chính anh Ba Mui. Hôm nay hai anh em ăn cơm gà ôm cay của Hàn Quốc đó, mình chuẩn bị hai dĩa rất hấp dẫn luôn. Này cay cay mà cay nhẹ, anh bầm tới bốn chớp gì hả, nước tương bầm tới bốn chớp gì vậy. 2.8 yếu chút xíu anh Huy, coi như là nửa bổn cơm á. Chà, anh Ba đúng 2.8 luôn thôi. Em lấy em miếng dưa leo nha, hai miếng dưa leo. Ủa, rồi thôi cho nó công bằng, em lấy hai miếng dưa leo bằng ngang nhau đó. Bây giờ nói hai anh em thì biết hai anh em đua rất lẹ, nhưng mà cái thịt gà này á trong số lượng hơi bị nhiều á, ăn cũng hơi chậm á. Hai anh em được 25 phút. Trời ơi, yeah. Người thắng cuộc á, người thắng cuộc á thì được 2 triệu, còn người thua cuộc thì được 2 dĩa. Dạ, nói chơi là chơi anh Ba.
thoảng. Dạ, rồi, chuẩn bị nha. Rồi. Xong đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng cơm với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị 30. 1 2 3. Ngon hơn. Không phải đó là món nào cũng ngon hơn sao? Không biết nữa, tại vì khi anh thương em anh khen chứ đó không biết nữa. Ngon nó ngon. Ngon nó ngon hả? Ừ. Cứ như dở nó dở thì nó mất làm ngon lại, ngon nó ngon. Đúng rồi, nó hay nó có dở thì nó dở để em có kinh nghiệm chứ em không phải là thợ nấu thợ ngon hết. Mà chứ mình chứ nhiều khi đó lúc mình cũng suy nghĩ rồi. Ngon không ba? Ừ. Ngon. Làm sao vậy? Ba nó nghe ngon dở tao không biết đuôi với thiệt đồng hồ à. Cục vậy ra cái lùi quá. Ừ, cái lùi á. Oh!
Oh.
Thua anh Nguyên, bà hẳn hay quá. 13 phút 30 giây anh làm hoàn thành 2,6 rồi, quá hay. Ngon quá. Ngon anh. Ăn gà ôm với cơm thì anh cảm nhận ngon anh. Ngon. Trời còn thưởng anh. Rồi. Anh Nguyên đồ khô không kịp anh ba. Em chia sẻ cho anh em uống cà phê. Dạo mua đồ ăn rồi cho con chứ cà phê gì nhiều vậy. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Xin chào và hẹn gặp lại.